Phải rồi, cái này trước đó tôi có dùng rồi. Tôi cảm thấy cái này dùng sâu da mềm lắm. Bôi lên tay cảm giác mùi hương không tệ. Tôi thích mùi hương này lắm. Áp mới, so với chương trình trước đó chúng ta dùng, cảm giác chức năng nhiều hơn nhiều. Vậy có dẫn đến việc tăng giá không? Chuyện này mọi người có thể yên tâm. Qua tiểu dạng của chúng tôi, tuy đã trải qua cải tiến và nâng cấp, nhưng mà giá cũng không thay đổi. Tất cả dịch vụ trên app, chúng tôi đều tuân thủ nguyên tắc hàng tốt giá rẻ. Chúng tôi tuyệt đối không tăng giá. Không tăng giá rồi, tốt quá. Sao vậy? Không sao đâu. Không sao rồi mà, chúng ta đi thôi. Lên đi. Lên đi. Tôi tự đi được mà. Trời ơi, ngưỡng mộ quá. Tốt thật. Minh Nguyệt à, xin lỗi nha. Không để ý em mang giày cao gót, hại em đi cả ngày với tôi. Nếu mà từ đầu anh nói đến nhà máy, tôi đã không mang giày cao gót như vậy rồi. Liệu rằng em có cảm thấy đi với tôi rất nhàm chán hay không? Tôi không giống như Trần Cảnh Nhiên, biết ăn nói, biết lấy lòng của người khác. Anh mới biết sao? Nhưng mà anh khiến cho tôi trở thành một người tốt hơn. Tôi rất là biết ơn anh. Minh Nguyệt à, xin lỗi thầy. Do tôi quá bướng bỉnh, tôi không nên giận dỗi với anh. Còn đuổi anh đi nữa, anh còn luôn giúp đỡ cho tôi. Là tôi nên xin lỗi em. Tôi ăn nói vụng về quá, luôn làm cho em tức giận. Vậy chúng ta làm quà đi. Anh quay về giúp tôi được không? Tôi rất cần anh. Được. Chỉ cần em cần tôi sẽ ở bên cạnh em.